Gia đình bé Thi Thi thân mến, ngày 2 tháng 10 năm 2022, chú Yến Thái đại diện Hội Hoa Đức sẽ thực hiện chuyến thăm và tặng trực tiếp 200 thùng mì cho hai thôn bị ngập lụt nặng ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, mỗi thôn 100 thùng mì. Chương trình do gia đình bé Thi Thi tài trợ với tổng trị giá 20 triệu đồng. Một số lưu ý về hoạt động tặng quà, họ xin thông báo. 1. Về phương thức tặng mì, chùa Yên Thái sẽ chia làm 3 nhóm, vận chuyển mì lên xe đẩy và thuyền nhỏ chuyển đi tặng trực tiếp tận nhà người dân. Do nước ngập nhiều, việc di chuyển sẽ chậm, nên thời gian hoàn thành tặng 200 thùng mì sẽ diễn ra từ sáng đến chiều tối. 2. Hình ảnh trực tiếp. Quý nhà chùa chỉ có thể phát ở những nơi có mạng Internet phủ sóng đến, còn những nơi mạng Internet yếu và mất sóng thì không thể phát được. Việc ghi hình sẽ gửi đến quý ân nhân sau khi hoạt động trao tặng kết thúc. Chính vì thế, video phát trực tiếp chỉ có thể là những video ngắn và không thể phát liên tục suốt quá trình trao tặng. Rất mong quý ân nhân thông cảm. 3. Về quà tặng. Do mì Hảo Hảo chỉ còn 40 thùng nên chùa lấy 160 thùng mì mâm trị giá 98.000 một thùng mì. Còn dư 400.000, chùa mua thêm nước suối tặng kèm. Ngoài ra, chùa cũng quyên góp thêm sữa, bánh và nước suối tặng kèm cùng mì. Tình hình thời tiết đang diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, hiện còn rất nhiều nơi vẫn bị thiệt hại và vẫn rất cần sự hỗ trợ. Kính mong quý ân nhân tiếp tục giúp đỡ trong những đợt tiếp theo. Thay mặt cho người dân, chùa Yên Thái, Hội Hoa Đức xin chân thành cảm ơn gia đình bé Thi Thi rất nhiều. Thân chúc gia đình bé Thi Thi luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong mọi lĩnh vực, để tiếp tục hỗ trợ những chương trình ý nghĩa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi nơi. Sau đây là hình ảnh ghi nhận chương trình tặng quà hôm nay. Kính mời quý ân nhân xem qua. Xin trân trọng cảm ơn.